Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Thì hôm nay Bi sẽ giới thiệu cận cảnh và quay chi tiết cho mọi người cặp loa Sony FSG7. Hôm bữa thì trong video hàng về Bi cũng đã có giới thiệu về cặp loa này. Và mọi người nếu như ai đang xem kênh của Bi, hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh. Để làm gì? Để nhận về cho mọi người những cái video mà sớm nhất từ Bi khi Bi update lên. Là mọi người có đăng ký điện thoại bây giờ thì ai cũng là 3G, Wi-Fi, 4G tất cả rồi. Thì sẽ nhận những, nó sẽ báo về bên mọi người sớm nhất. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cận cảnh về cái đôi loa Sony FSG7 này. Wow, một đôi loa rất là khủng phải không quý vị? Nó khủng về kích thước và nó khủng cả về cái bát loa nữa. Và về giá tiền thì nó cũng ở mức phải gọi là cũng cao chứ không phải là thấp, không phải là dòng bình dân đâu nha mọi người. Và bây giờ Bi xin giới thiệu cặp loa Sony FSG7. Thứ nhất là nó được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Và nó được cái dòng Sony G7 này thì nó được sản xuất từ giai đoạn từ năm 1976 tới năm 1979 thì nó hết sản xuất cái model này. Và cặp loa này nó cũng rất là nặng, nó nặng tới 48 cân trên một loa. Thì hai cái loa, một đôi loa thì nó gần 100 kg rồi quý vị ạ. Và chiều cao của nó thì nó cao 94,5 cm. Và để Bi đo lại chiều ngang, mình đo rồi mình Bi quên mất rồi. Bây giờ Bi đo lại nè. Chiều ngang của nó là lên tới 50 cm nha quý vị. Còn chiều sâu của nó là 37. Chiều sâu là 37. Kích thước của nó rất là lớn. Và bây giờ thì cái bát loa này, quý vị, bát loa này nó rất là lớn, đến 40 cm. Nó gồm có một loa mic và một loa jack. Mọi người, mình quay rất là kỹ rồi, kỹ hơn cả chụp hình nữa. Chụp hình thì mọi người không thấy được từng chi tiết đâu ạ. Thế chung thôi, mọi người thấy cái ô vuông này không? Ô vuông này là nó được làm từ gỗ. Thì có những cặp về nó bị rớt cái ô này. Nhưng mà những cặp ở đây, cặp Bi đang có này thì nó chưa bị rớt một cái ô nào cả. Lưới còn đầy đủ, còn nguyên tên. Mọi người nhìn kỹ ạ. Thùng còn rất là liền lạc. Và cặp loa này nó được làm từ chất liệu là ván EDF. Nhưng mà nó dán một lát gỗ lạc, mình thấy cũng rất là dài. Là rất là dài, gỗ lạc, thùng gỗ lạc nha quý vị. Và ở trên đây là cái tem của nó nè. Sony FSG7 đây là cái model. Còn cái tem của nó thì nó kiểu Sony thôi, còn này là model. Và đây là hai cái nút chỉnh của dãy cao, dãy trep và dãy mid đây quý vị ạ. Nó có hai cái nút xoay đây. Và đây là cái loa bass. Loa bass này là cái viền là bằng viền vải tẩm dầu. Nhìn nó rất là bóng và mềm. Còn rất là mềm mại mọi người ạ. Nói chung là cái bass này nó nhô ra nhìn rất là khủng. Đi quay cận cảnh từng cái loa và bây giờ qua cái loa bên này. Mọi người xem kỹ nha. Đây. Viền mình chưa phải thay nó thêm một cái viền. Cái loa bass nó có thêm một cái, nó bố trí thêm một cái này, nó dùng trang trí mình thấy cũng rất là hay, rất là đẹp. Còn ở đây thì nó có cái, nó khắc lên cái chữ nổi Sony luôn nè. Có cái đế ở dưới này, thêm một đế và cái lỗ thông hơi nó nằm kia ạ. Đó, mọi người nhìn kỹ không ạ? Bi quay rất là cận cảnh rồi nha. Bây giờ đây là cái lưới nè. Cái lưới nó thế này nha quý vị. Cái chữ Sony đây, dưới góc kia là chữ G7 model của nó. Bây giờ là mặt trong. Những cái chốt loa đây rất là cứng. Cái chốt loa này thì nó bằng sắt luôn chứ không phải là bằng nhựa, nên cũng khó bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Khung này bằng gỗ ở ngoài này, nó ép một cái miếng sắt, một cái khung sắt rất là nặng, lưới vô cùng nặng luôn á. Hai loa đều cầm lưới hết chứ không phải là không có lưới.
Nhưng mà Bi lấy ra để Bi quay cho nó được rõ. Bây giờ Bi xoay lại phía sau để cho chúng ta cùng xem phía sau của cái đôi loa Sony SX7 nó ra làm sao. Vô cùng nặng 48kg trên một thùng. Đây. Đây là cái lưu ý khi chúng ta vận chuyển. Mọi người nhìn nè, chúng ta ấy vào đây nè, nó có cái ấy vào từ tay vào đây. Nói chung là cái thời đó nhưng mà người ta cũng tính rất là xa trong quá trình vận chuyển vì cái loa này rất là nặng và nó còn tem, nó cũng còn đây. Và cái đôi loa này là nó có trở kháng 8 ohm và cái độ nhạy của nó thì lên tới 94 decibel. Sản xuất vào những năm đó nhưng mà Bi thấy cái đôi loa này về cái thông số kỹ thuật của nó thì cũng rất là dễ phối ghép, phải không quý vị? Đây là nút nhấn của hai trạm loa này quý vị, made in Japan luôn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Quay rất là kỹ nha. Mọi người chịu khó xem video thì sẽ thấy Bi quay vô cùng cận cảnh và sắc nét. Đây, đây là cái đôi này. Mọi người nhìn nè. Đây. Mọi người nhìn thấy cũng giống y chang vậy luôn. Nó cũng còn tem như vậy. Tem này là tem trong lưu ý trong quá trình vận chuyển. Rồi đây, tem bên này. Nói chung là còn hết nha quý vị. Trạm như là cũng còn nguyên của nó hết, không có bị gãy. Còn này chắc cái băng keo thôi, Bi chưa có lao. Cái đế ở dưới, thực ra thì cái loa nó từ đây lên thôi. Còn cái này dưới này là cái đế, đế bằng gỗ. Wow. Không biết có nhiều người đang xem, nhiều ai đang xem cái video của Bi mà đang săn lùng cặp loa Sony G7 không ta? Nếu như mà ai bỏ lỡ những cặp Sony G7 chưa săn lùng được thì hãy liên hệ với Bi qua số điện thoại bên dưới góc màn hình, số 0907386304. Và mức giá Bi đang bán ra với cặp loa Sony SX-G7 Bass 40 nha quý vị. Cặp loa đến từ Nhật Bản, Made in Japan luôn, với mức giá là 20.500.000. Ai cần thì hãy ai cần và thích và săn lùng thì hãy liên hệ với Bi sớm qua số điện thoại Bi vừa đọc xong. Bi trân trọng cảm ơn và xin chào tất cả quý vị.